Sáng nay ngày 1 tháng 9 năm 2022, Trại giam Thành Hòa, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an tổ chức công bố quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn của Chủ tịch nước cho 30 phạm nhân. Tại lễ đặc xá, Đại tá Phạm Văn Hào, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Thành Hòa công bố quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn của Chủ tịch nước cho 30 phạm nhân. Anh Văn Phước Hữu, đại diện 30 người được đặc xá tha tù trước thời hạn, gửi lời cảm ơn đảng, nhà nước và lãnh đạo các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các anh sớm trở về với gia đình, hòa nhập với cộng đồng, làm người có ích cho xã hội. Sau lễ đặc xá, Công an huyện Thạnh Hóa phối hợp với trại giam Thạnh Hòa phát thẻ căn cứ công dân cho các phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn, giúp cho các anh tiện việc đi lại và giao dịch ngoài xã hội.